Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lê Minh từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ về vấn đề mà chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội để các bạn thấy cái sự ưu việt của mỗi một cái chủ nghĩa, và mình sẽ nhận diện rõ hơn mà không bị người ta lừa mình. Cái chủ nghĩa tư bản nó rất là lừa, nó lừa người dân đi vào trong cái dòng xoáy của nó, vào trong cái bánh xe đổ của nó, và nó áp dụng cái mô hình xã hội chủ nghĩa của những cái quốc gia xã hội chủ nghĩa người ta đang xây dựng mà, và nó sửa đổi lại để đặng mà nó bị dân. Các bạn thấy hôm qua tôi đã chia sẻ ở bên Mỹ, những cái người mà bán hàng rong như vậy là phải xin phép, phải có giấy môn bài. Nên tôi mới hỏi cái chị bán bánh mì này, ở Việt Nam mình nó bán như vậy có xin giấy môn bài không? Chị nói không, cứ bán như vậy thôi. Các bạn thấy không, ở một nước xã hội chủ nghĩa như Việt Nam, chính phủ luôn tạo điều kiện cho những tầng lớp lao động phổ thông trung lưu để họ có được cái công ăn việc làm. Và tại vì những người lao động phổ thông tầng lớp trung lưu rất là quan trọng trong cái mô hình kinh tế của đất nước. Những người này mà họ không có công ăn việc làm và đời sống họ ổn định, họ sẽ tạo nên cái sự bất ổn, an ninh, trật tự và chính trị, và có thể đẩy đất nước vào trong sự lâm nguy. Các bạn thấy, nhưng ở chủ nghĩa tư bản, những người lao động phổ thông, người ta đi làm, các bạn biết nó lấy thuế trực tiếp, và nó lấy vào trong những cái tấm khi lãnh lương đó, là nó lấy thẳng vào đó, và mỗi người lãnh lương đó, nó có một cái bảo hiểm gọi là bảo hiểm xã hội. Không phải gì bảo hiểm xã hội ở Việt Nam, có nhiều người Việt Nam tôi thấy họ đóng thuế bảo hiểm xã hội rồi họ mai mốt họ sẽ được hưởng, có nhiều người họ không muốn đóng nữa và họ muốn lấy ra thì họ lấy. Nhưng Mỹ không có, Mỹ nó không vậy, anh đóng vào cái phí bảo hiểm xã hội đó, cái gọi là phí bảo hiểm xã hội của an sinh xã hội, anh đóng vào đó để anh nuôi những cái người mà họ không đi làm, họ bị tàn tật hay là bệnh hoạn, nhiều cái phúc lợi xã hội khác. Đấy, các bạn thấy đó, nó cũng rất là khủng khiếp, nó đánh trực tiếp vào trong đó. Cho nên thời ông Trump á, ông muốn xóa cái bảo hiểm đó, cái thuế đó, nhưng mà ông không được, cuối cùng ông bị lật đổ. Các bạn thấy đó, tại vì ông nói không bất công cho từng lớp lao động, nó quá bất công cho họ. Họ đã đóng thuế lợi tức từ 25 cho tới 39%, trong khi đó họ còn phải đóng thuế mua bán nữa, họ còn phải đóng thuế gần cả 100 cái loại thuế và phí nữa. Các bạn thấy thuế, phí trồng phí nữa. Cho nên nó cái chủ nghĩa tư bản nó rất là mị dân, và nó người dân, người lao động phổ thông và các bạn mà không đóng thuế, thiếu nó một xu nó cũng đòi. Nhưng mà ở Việt Nam các bạn thấy tầng lớp lao động xã hội Việt Nam, người ta bán buôn, người ta mưu sinh đủ kiểu đủ cách hết. Mình chỉ đứng ở đây mua hai ổ bánh mì thôi, các bạn thấy chỉ 15.000 đồng ổ bánh mì thịt gì đó, cuộc sống họ vẫn thoải mái, sáng họ vẫn cà phê cà pháo, chiều về cũng tàn, họ không có phải quá ư là tất tần tật giống như ở một cái xã hội tư bản. Cái chủ nghĩa tư bản nó khủng khiếp lắm các bạn ơi. Chỉ có những thành phần mà tụi mà nó cuồng Mỹ, rồi nó cái đám chống cộng ở hải ngoại nó xuyên tạc, rồi những thành phần mà nó ăn bám phúc lợi sợ, tôi nói điển hình như cái thằng gì mà trên Facebook tự nhiên tôi quên, thằng Ngọc Bắc quên kia người ta tự nhiên tôi quên, là cái thằng mà nó tối ngày nó ra rã trên Facebook, nó kêu những cái người dân mà nghèo khổ trong nước nó lên rồi nó cho tiền người ta, rồi cái thằng một mắt gì quên tiêu rồi đó, tôi quên tên rồi, tạm thời các bạn thấy nó có thằng Tân Thái với thằng gì quên rồi, tôi quên tên cái thằng thứ hai rồi. Benny Trương, các bạn thấy không, như cái thằng đó là bên Mỹ nó hưởng cái tiền gọi là earth tay, cái tiền phúc lợi xã hội đó, nó gọi là supplemental income, là tiền của những người khác đóng vào cho nó đó. Những người mà tàn tật như vậy nó được lãnh, cho nên nó lên nó ăn, nó ngồi đó, bắt đầu nó kêu vào, bắt đầu nó nhìn về Việt Nam, nó bới lông tìm vết, nó vạch lá tìm sâu, nó dụ những cái người mà người ta không hiểu biết, bắt đầu lên đó
nghe thôi nó tư chủ nghĩa tư bản thế này thế nọ, có nhiều người mê mũi nó, người nhà tôi qua Mỹ mua được 5-3 cái căn nhà sống thế này thế nọ, nhưng mà các bạn thấy đóng thế trả nợ đủ kiểu đủ cách hết. Nếu mà cái chủ nghĩa tư bản mà ưu việt mà tuyệt đỉnh như vậy đó, thì tôi nói cho anh chị các bạn, ngay cả những cái giới nghệ sĩ trong nước, tụi nó làm sống ở trong nước, nó kiếm tiền triệu đô, nó cầm tiền nó qua bên Mỹ, nó mua nhà mua cửa, mà có đứa nào dám ở bên Mỹ? Nó phải về Việt Nam, nó kéo nhau nó về Việt Nam, nó trình diễn để đặng nó kiếm sống. Các bạn thấy không? Đó là một cái sự thực tế. Mà có nhiều đứa nó lợi dụng. Tôi nói, mình nói là khi đụng chạm mấy cái thằng nghệ sĩ mặc ôn phải không, nhưng mà mình nói đại khái vậy thôi. Nhiều đứa nó rất là nó tìm được cái đồng tiền ở Việt Nam, rồi bắt đầu nó chạy qua Mỹ, nó mua được cái nhà, bắt đầu cái truyền thông báo chí của nó. Cảm ơn chị. Cái này cái nào có ớt chị? Rồi được rồi, dạ cảm ơn chị. Các bạn thấy nó khủng khiếp lắm. Nhiều đứa nó nhiều đứa nó qua Mỹ rồi, các bạn biết ở trong nước thì nó làm giống như là ghê gớm lắm, mà nó qua đến Mỹ rồi nó cúm núm khề nệ. Thằng Mỹ thì cóc đầu như con chó vậy đó. Cái thằng quanh tay là dạ thưa. Vâng. Dạ, tại đi bữa chiếc xe đang đi hàng quỷ hàng Honda đụng cái gầm một cái văng vô trong lề, tưởng đâu tiêu mạng rồi. Thì ra giờ đi cà đơ. Các bạn thấy đó. Mình đang nói một cái like mình quên tuốt rồi. Cái cuộc sống không kia mình đang làm ở dưới đất, mình đang đứng ngay trong lề. Chàng ơi, cái thằng Honda nó lọt chồng không biết đâu, nó đụng mình một cái văng cái bèo, mà nó còn cả chớn nữa. Đại Honda đụng mình man chắc chắn. Thôi thì mình ngừng lại, tự nhiên mất lửa rồi. Thôi chào anh chị các bạn nha, để khi nào rảnh mình sẽ phân tích thêm về vấn đề chủ nghĩa tư bản. Các bạn thấy đội truyền thông bây giờ nó cũng khủng khiếp lắm, nó quảng cáo với nhau các bạn. Có nhiều thằng nghệ sĩ rồi bỏ nước ra đi qua Mỹ rồi mua nhà, tôi nói các bạn ở bên Việt Nam gọi là nhà cấp 4 á, mà qua Mỹ biệt thự villa đâu không. Toàn là biệt thự villa mà toàn là nhà cấp 4 rồi, nhà thường thôi. Nếu mà so việc biệt thự villa Việt Nam á, là mấy tay đó không có cửa, cửa nó tô vẽ lên các bạn. Thôi mình ngừng đây nha, rồi anh Nghĩa chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye bye.